Chào các bạn nha. Hôm nay mỹ phẩm Trường An giới thiệu đến các bạn là màu. Cái này màu thì lâu rồi nhưng mà mình chả có thời gian để làm video giới thiệu với các bạn ấy. Thì đây là màu của TNT nhé. Màu rất là dễ lên nhé. Màu lên rất là đẹp nhé các bạn nhé. Cái này thì các bạn thợ thì còn biết, các bạn đã từng dùng thì các bạn biết rồi. Đây nhé, mình quay sát cảnh các màu nhé. Đấy, bóc đỏ bóc đen. Đấy. Thì bên Trường An có bán hàng ở trên Sen Đỏ, Tiki, Lazada và Shopee. Hoặc là các bạn cũng có thể liên hệ đến Zalo, Facebook, Fanpage của mỹ phẩm Trường An nhé. Thì tất cả đường link thì mình có để trong ở bài đăng nhé. Hoặc là các bạn có thể để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại thì bên nhân viên bên mình sẽ gọi điện trực tiếp cho các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể vào Zalo có số điện thoại mình để ở trong bài đăng nhé. Mỹ phẩm Trường An là chuyên cung cấp và phụ kiện cũng như phụ liệu cho salon và spa nhé. Đây, sản phẩm thì mình chưa có thể đăng hết được nên là các bạn cần gì thì cứ gọi đến cho Mỹ phẩm Trường An nhé.